Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại cùng với channel của mình Làm Đẹp Khoa Học. Chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là xử lý thâm sạm vùng da ở dưới cánh tay. Thì nguyên nhân gây ra thâm nách đó là lượng sắc tố melanin quy định màu sắc trong cơ thể của mỗi chúng ta. Sắc tố này càng ít thì màu da sẽ có sắc sáng và trắng. Còn ngược lại, nếu lượng sắc tố này càng nhiều thì làn da sẽ trong tình trạng thâm, sậm màu và đặc biệt là tình trạng thâm nách. Và vùng da ở dưới cánh tay đang là vấn đề khiến cho nhiều chị em lo lắng. Và nguyên nhân gây thâm nách có thể là do sử dụng lăn khử mùi. Chúng ta dùng phải loại lăn khử mùi mà có chứa hóa chất mạnh sẽ dẫn đến việc kích ứng làn da và từ đó sẽ kích thích tầng trung bì khiến cho da sản xuất lượng lớn melanin và gây thâm nách. Hoặc là thứ hai, do không làm sạch da thì tế bào chết tích tụ thành lớp dày ở trên bề mặt da sẽ khiến gây bít tắc lỗ chân lông và khiến cho làn da sậm màu, kém mịn màng. Hoặc là chúng ta làm sạch lông ở vùng nách thì việc cạo hoặc là nhổ lông nách sẽ làm cho làn da bị tổn thương và lỗ chân lông sẽ tăng kích thước, lông mọc lại dày, cứng và sậm màu hơn. Và tệ hơn nữa đó là khiến cho vùng nách thâm sần. Hoặc là hiện tượng thâm nách khi mang bầu. Ở thời kỳ mang thai, những thay đổi về hormone estrogen và progesterone sẽ khiến cho các sắc tố da melanin sẽ hoạt động mạnh, nên là những vùng da như là ở khuỷu tay, đầu gối, đặc biệt là vùng da ở dưới nách thâm sạm. Chính vì vậy, số lượng lớn các mẹ bỉm sữa sẽ quan tâm về vấn đề trị thâm nách sau sinh và thâm nách sau khi sinh là do lượng sắc tố melanin trong cơ thể của phụ nữ vẫn liên tục tăng bởi lượng hormone estrogen và progesterone chưa được ổn định và tình trạng thâm nách ngày càng gia tăng. Và sắc tố melanin gây nên thâm và nằm sâu ở trong cấu trúc da, vùng nách kết hợp với lượng mồ hôi tiết ra nhiều. Và thêm nữa, cân nặng thay đổi, vùng nách ma sát nhiều hơn với những bộ quần áo chật trội của chị em khiến cho vùng da ở dưới cánh tay sẽ sậm màu hơn. Và ngoài ra thì thâm nách còn do mặc quần áo quá chật làm cho da bị tổn thương, từ đó vi khuẩn xâm nhập vào vùng da ở dưới cánh tay đổi màu. Ngoài ra, thâm nách còn do mặc quần áo quá chật làm cho da bị tổn thương và từ đó vi khuẩn xâm nhập vào vùng da ở dưới cánh tay làm cho vùng da đó bị đổi màu, hoặc là có thể do cơ địa và một số lý do khác. Và sau đây mình sẽ chia sẻ 18 cách để trị thẳng và hiệu quả, lại siêu tiết kiệm. Và tình trạng thâm sần vùng nách gây tự ti và mất thẩm mỹ cho rất nhiều chị em. Và để giải quyết tình trạng này thì cần khắc phục các nguyên nhân gây thâm nách và có biện pháp trị thâm nách phù hợp. Và có rất nhiều cách để mà làm hết thâm nách như là điều trị bằng tia laser. Tuy nhiên thì cách này khá là đắt đỏ và chi phí sẽ không phù hợp với những người không có điều kiện kinh tế khá giả. Và hiện nay thì đa số chị em đều rỉ tai nhau những phương pháp trị thâm nách tại nhà từ các loại trái cây, vật liệu từ thiên nhiên. Và xà phòng trị thâm nách, tiên các bạn hãy sử dụng một củ khoai tây, rửa sạch rồi thái lát. Sau đó dùng những lát khoai tây xoa rồi kẹp trong vùng nách trong thời gian 5 đến 10 phút. Bước 3 là các bạn sẽ rửa sạch lại vùng nách với nước và lặp lại các bước trên 2 lần trên một ngày. Và chúng ta có thể điều trị thâm nách tại nhà bằng dầu dừa. Thì trong dầu dừa có chứa rất là nhiều vitamin E giúp dưỡng da và làm sáng vùng da ở dưới vùng nách. Đồng thời có thể khử mùi hôi khó chịu nhờ hương thơm dễ chịu, nhẹ nhàng. Và cách trị thâm nách tại nhà bằng dầu dừa được thực hiện như sau. Bước thứ nhất, các bạn sẽ lấy một lượng dầu dừa thích hợp và thoa lên vùng nách trong thời gian 10 đến 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ rửa lại. Hoặc là chúng ta có thể trị thâm nách bằng quả chanh. Trong quả chanh có chứa rất nhiều vitamin C và hàm lượng axit AHA cao, giúp tẩy sạch vi khuẩn trên da, từ đó sẽ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới và tăng sản sinh collagen, giúp cho làn da trắng và tươi trẻ. Và đặc biệt, chanh sẽ rất là tuyệt vời với công dụng xóa mờ vết thâm nách hiệu quả nhờ khả năng đó là phân hủy lớp biểu bì sẫm màu trên làn da và giúp loại bỏ được hắc tố trong cấu trúc da, và giúp vùng da ở dưới nách sẽ trắng sáng và mịn màng hơn. Cách trị thâm nách bằng chanh được thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn sẽ cắt chanh rồi vắt lấy nước cốt. Bước 2, dùng bông
tẩy trang thấm nước cốt chanh rồi thoa lên vùng nách, rồi dùng tay chà sát nhẹ trong khoảng 5 phút để tẩy tế bào chết và để nước cốt chanh thấm đều và phát huy hiệu quả. 3. Đó là chúng ta sẽ rửa lại vùng nách với nước, và ngoài ra có thể kết hợp chanh với phèn chua để làm giảm thâm sần vùng nách và khử mùi hôi hiệu quả. Bước 1 sẽ vắt một quả chanh và lấy nước cốt trộn đều với một thìa cà phê phèn chua, sau đó sẽ khuấy đều hỗn hợp cho tan. Bước thứ 2, bạn sẽ thoa hỗn hợp lên vùng nách thâm sạm rồi đợi khoảng 5 phút để hỗn hợp phát huy hiệu quả tối ưu. Và bước 3 đó là rửa sạch lại vùng nách với nước. Và cách trị thâm nách bằng baking soda cũng được xem là một phương pháp để chữa thâm nách rất là hiệu quả. Baking soda có khả năng loại bỏ được tế bào chết và se khít lỗ chân lông, đồng thời khử mùi hôi vùng nách rất là hiệu quả. Và cách trị thâm nách bằng baking soda sẽ được thực hiện như: đầu tiên, chúng ta sẽ trộn một lượng vừa đủ baking soda với nước thành hỗn hợp đặc và dính. Sau đó chúng ta sẽ dùng hỗn hợp này trộn đều và xoa lên vùng nách, đợi trong khoảng thời gian 5 phút. Và bước 3 đó là rửa sạch lại vùng nách với nước và lặp lại các bước trên với tần suất 3 đến 4 lần trên một tuần. Ngoài ra, chúng ta còn có thể chữa thâm nách bằng kem đánh răng. Kem đánh răng rất hiệu quả trong việc điều trị thâm nách, giúp tẩy tế bào chết, da hết thâm sần, trắng mịn. Và cách chữa thâm nách bằng kem đánh răng được thực hiện như sau. Bước 1, cho một lượng kem đánh răng vừa đủ lên bàn chải đánh răng rồi chà nhẹ lên vùng da nách khoảng 10 phút. Và bước 2, rửa lại vùng da nách với nước và lặp lại các bước trên 2 lần trên một ngày. Và ngoài ra thì kết hợp kem đánh răng và baking soda là cách chữa thâm nách đem lại hiệu quả rất là tích cực, có tác dụng làm giảm thâm và ở vùng da ở dưới nách, tẩy tế bào chết và giảm tiết mồ hôi, cải thiện được mùi hôi khó chịu ở vùng da dưới cánh tay. Bước 1, trộn đều hỗn hợp gồm một thìa kem đánh răng và một thìa bột baking soda. Bước 2, thoa hỗn hợp vừa trộn lên vùng nách, chà khoảng 2 đến 3 phút, sau đó đợi thêm 15 phút để hỗn hợp phát huy hết tác dụng tối đa. Bước 3, sẽ rửa sạch lại vùng da với nước. Và thêm một cách nữa để trị thâm nách rất là hiệu quả, đó là với hỗn hợp kem đánh răng và gừng tươi sẽ đem lại hiệu quả rất là bất ngờ. Và cách thực hiện như sau. Bước 1, trộn đều một thìa nước ép gừng với một thìa kem đánh răng rồi trộn đều lên. Bước 2, chúng ta sẽ làm sạch và làm mềm vùng da nách, bởi gừng có tính nóng sẽ gây rắt nếu như da khô. Và sau đó sẽ thoa hỗn hợp vừa trộn lên vùng nách rồi massage nhẹ nhàng trong khoảng 2 đến 3 phút và đợi thêm 15 phút nữa để hỗn hợp phát huy tác dụng được tối đa. Và bước 3, chúng ta sẽ rửa lại vùng nách với nước. Và chúng ta ngoài ra chúng ta còn có thể trị đen nách bằng sữa tươi. Sữa tươi thì có chứa hàm lượng chất béo cao và giúp da thêm sáng, mịn màng và khỏe mạnh. Và ngoài ra, tính tẩy trắng sẽ giúp cho vùng da dưới nách được loại bỏ tế bào chết rất là hiệu quả. Và cách trị đen nách bằng sữa tươi được thực hiện như sau. Bước 1, chúng ta sẽ thoa một lượng sữa tươi vừa đủ lên vùng nách và massage nhẹ nhàng rồi đợi khoảng 15 phút. Bước 2, rửa sạch lại vùng da ở vùng da nách với nước và lặp lại các bước trên với tần suất 3 đến 4 lần trên một tuần. Và ngoài ra, chúng ta còn có thể trị thâm nách bằng viên nang vitamin E. Vitamin E là chất chống oxy hóa, và ngoài công dụng làm chống lão hóa thì làm giảm vết thâm, làm mềm da. Và chúng ta sẽ trị thâm nách bằng viên nang vitamin E được thực hiện như sau. Và bước 1, chúng ta sẽ lấy một lượng dầu vitamin E bằng việc đó là bóc viên nang ra, sau đó sẽ thoa đều lượng dầu này lên vùng nách rồi đợi khoảng 10 phút. Và bước 2, rửa lại vùng nách với nước, lặp lại các bước trên với tần suất đó là 2 lần trên một tuần. Hoặc là chúng ta còn có thể làm hết thâm nách hiệu quả bằng viên nang dầu cá. Viên nang dầu cá có chứa hàm lượng lớn omega 3, giúp thúc đẩy việc tái tạo tế bào da mới, giúp cho làn da sẽ mịn màng và tươi sáng hơn. Và cách làm hết thâm nách bằng viên nang dầu cá được thực hiện như sau. Bước 1, lấy một lượng dầu cá bằng cách bóc viên nang ra, sau đó sẽ thoa đều lượng dầu này lên nách và chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng đều và để qua đêm. Và bước 3, chúng ta sẽ rửa lại vùng nách với nước vào sáng hôm sau. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng táo để mà điều trị chữa thâm nách.
Và táo có chứa hàm lượng axit AHA lớn, có tác dụng làm giảm vết thâm và tẩy tế bào chết vùng nách. Cách trị thâm nách lâu năm bằng táo được thực hiện như sau. Bước 1, xay nhuyễn khoảng một nửa quả táo. Bước 2, chúng ta sẽ đắp lượng táo vừa xay nhuyễn lên vùng nách bị thâm và đợi khoảng 5 đến 10 phút. Bước 3, sẽ rửa lại vùng nách với nước và lặp lại các bước trên với tần suất 2 lần trên một tuần. Và cách trị thâm nách bằng dưa chuột cũng là một phương án được xem là rất là tối ưu. Nhiệt độ cao sẽ làm cho bạn đổ mồ hôi và mồ hôi có thể gây ra sự đổi màu ở nách của bạn. Và ngoài ra, da ở vùng nách của bạn rất dễ bị rạn trong hầu hết các hoạt động, như là chúng ta lắc lư cánh tay khi đi bộ hoặc là làm bất cứ công việc gì cơ bản nào. Và chìa khóa để cải thiện được tình trạng thâm nách do đổ mồ hôi nhiều chính là hạ nhiệt cho vùng da ở dưới cánh tay. Và ngoài tác dụng làm massage hiệu quả thì dưa chuột còn mang đến khả năng dưỡng trắng da tối ưu. Và cách trị thâm nách bằng dưa chuột thì được thực hiện như sau. Bước 1, làm sạch vùng da ở dưới cánh tay. Bước 2, cắt dưa chuột thành từng lát mỏng rồi trà sát lên da. Bước 3, chúng ta sẽ để 10 phút và rửa sạch, lau khô và lặp lại 2 lần trên một ngày. Ngoài ra, chúng ta còn có thể điều trị thâm nách bằng vỏ cam, cũng sở hữu những đặc tính tẩy trắng tương tự như là chanh, nhưng với một hương thơm rất là ngọt ngào. Và sau khi thoa lên vùng da ở dưới cánh tay thì vỏ cam không chỉ là có tác dụng tẩy trắng mà còn hoạt động như là một chất khử mùi tự nhiên, sẽ giúp chống lại mùi hôi ở cánh tay. Và cách sử dụng vỏ cam để làm trắng da vùng nách như sau. Bước 1, chúng ta sẽ gọt vỏ cam và để vỏ khô trong một ngày trên sân thượng. Và bước 2, chúng ta sau khi mà vỏ cam đã khô thì chúng ta hãy nghiền chúng để tạo thành bột. Bước 3, trộn bột này với nước hoa hồng và sữa và chúng ta thoa hỗn hợp này lên vùng nách đã được làm sạch. Và bước 4, chúng ta sẽ chà nhẹ nhàng trong 15 phút và sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh và lặp lại 3 lần một tuần. Hoặc là chúng ta còn có thể dùng nha đam. Nha đam có cái đặc tính đó là chống vi khuẩn, để có thể giúp làm dịu, làm sáng vùng da ở dưới cánh tay một cách hiệu quả. Và cách sử dụng nha đam làm trắng da vùng nách như sau. Chúng ta sẽ làm sạch vùng da ở dưới cánh tay. Bước 2, cắt một lá nha đam tươi, lấy chiết xuất keo ở bên trong. Bước 3, chúng ta sẽ nhẹ nhàng xoa bóp gel nha đam lên vùng da ở dưới cánh tay của bạn và chúng ta sẽ để gel nha đam khô trong khoảng 20 phút, sau đó sẽ rửa sạch bằng nước ấm và lặp lại đều đặn mỗi ngày. Và ngoài ra, chúng ta còn có thể dùng dầu của cây trà. Dầu của cây trà đã được chứng minh là một phương pháp chữa trị tuyệt vời cho vùng da ở dưới cánh tay bị thâm đen. Nó không chỉ hỗ trợ trong quá trình làm sáng vùng da ở dưới cánh tay của bạn mà nó còn giúp giữ cho vùng da ở dưới cánh tay không có mùi hôi. Và các đặc tính chống vi khuẩn của dầu cây trà sẽ giúp chống lại vi khuẩn và làm đảm bảo rằng vùng da ở dưới cánh tay của bạn không có mùi hôi. Và cách sử dụng dầu của cây trà để làm trắng da vùng nách như sau. Bước 1, chúng ta sẽ thêm một ít nước vào tinh dầu trà để làm loãng nó. Và bước 2 sẽ đổ hỗn hợp này vào một bình xịt rỗng và xịt lên vùng da ở dưới cánh tay của bạn và chúng ta sẽ lặp lại đều đặn mỗi ngày. Và ngoài ra, chúng ta còn có thể trị thâm nách nặng bằng nước hoa hồng và baking soda. Nước hoa hồng có khả năng làm dịu và làm sáng da. Hương thơm của nó cũng giúp ngăn ngừa mùi của cơ thể và giữ cho vùng da ở dưới cánh tay mịn màng. Và cách sử dụng nước hoa hồng làm trắng da vùng nách như sau. Bước 1, thêm một thìa baking soda vào nước hoa hồng và sau đó chúng ta sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên. Bước 2, chúng ta sẽ thoa dung dịch này lên vùng nách và đợi khoảng 10 phút trước khi rửa lại bằng nước âm ấm và lặp lại 2 lần mỗi tuần. Và cách làm trị thâm nách bằng nghệ cũng được xem là một cách rất là hay, khả năng có đặc tính làm lành và làm sáng da. Kết hợp nghệ với thành phần kháng khuẩn sẽ giúp cho làn da sáng và cũng như là giảm ngứa cho vùng da ở dưới cánh tay của bạn. Và cách trị thâm nách bằng nghệ được thực hiện như sau. Chúng ta sẽ lấy một thìa cà phê hỗn hợp nghệ hữu cơ, mật ong và sữa cho vào bát nhỏ và chúng ta sẽ trộn đều tất cả các thành phần này và thoa lên vùng da ở dưới cánh tay để trong 15 phút rồi rửa sạch và lặp lại 3 lần mỗi tuần. Cách trị thâm nách lâu năm bằng phèn chua cũng được xem là một phương pháp để điều trị thâm nách.
Phèn chua có đặc tính khử trùng da và làm cân bằng độ pH cho da, giúp loại bỏ tất cả các vi khuẩn có hại, gây ngứa và làm đổ mồ hôi. Cách sử dụng phèn chua để làm trắng da vùng nách như sau. Bước 1, bạn sẽ trộn đều 1 hoặc đến 2 thìa cà phê bột phèn chua với nước và thoa lên vùng da ở dưới cánh tay trong vòng 10 đến 15 phút trước khi đi tắm. Bước 2, tiếp tục tắm như bình thường và chúng ta sẽ lặp lại 1 đến 2 lần mỗi tuần. Và ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng dầu ô liu, và dầu ô liu giúp dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa và đường nâu, sẽ hoạt động như là một chất tẩy tế bào chết, giúp loại bỏ tế bào chết ở trên da bị tích tụ và làm cho vùng da ở dưới cánh tay của bạn không bị sẫm màu. Và cách sử dụng dầu ô liu làm sáng vùng da nách như sau. Bước 1, bạn sẽ trộn đều 2 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất với 2 đến 3 muỗng canh đường nâu. Bước 2, làm ẩm vùng da ở dưới cánh tay rồi thoa đều hỗn hợp dầu ô liu lên trên. Và bước 3, chà nhẹ nhàng trong vòng 1 đến 2 phút và giữ nguyên trong vòng 5 phút. Và bước 4 đó là chúng ta sẽ rửa sạch bằng nước ấm và lặp lại 2 lần mỗi tuần. Đối với trường hợp các mẹ sau khi sinh có nhu cầu trị thâm nách, tuy nhiên do phải nuôi con nhỏ hoặc là các chị em bận rộn không có nhiều thời gian rảnh để áp dụng các phương pháp tự nhiên ở trên, thì có thể dùng cách trị thâm nách nhanh chóng với xà phòng Pelican, và mình sẽ để lại review ở phần mô tả. Các bạn kết thúc video thì có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo. Loại xà phòng này thì được xuất xứ từ Nhật Bản và được nhiều chị em tin dùng lựa chọn với công dụng nổi bật đó là tẩy lớp da chết, da sần sâu ở trong lỗ chân lông, từ đó sẽ làm trắng và làm sáng da, bổ sung được tinh chất dưỡng ẩm cho làn da nách mềm mại và mịn màng, hạn chế được quá trình tiết mồ hôi cũng như là mùi cơ thể, bởi xà phòng trị thâm nách này có khả năng làm sạch sâu vùng da ở dưới cánh tay, không gây dị ứng hay là kích ứng da. Hương thơm của nó rất là tự nhiên, nhẹ nhàng, giúp đánh bay được vấn nạn rau mùi, và chúng ta sẽ sử dụng xà phòng này để giúp cho vùng da sáng trắng đều nhờ sự ngăn ngừa trong quá trình hình thành của các hắc tố melanin, và giúp cho người sử dụng sẽ tự tin diện các kiểu váy, kiểu áo hở tay một cách tự tin mà không lo tình trạng thâm nách. Và vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cùng các bạn cách để điều trị thâm sạm ở vùng da dưới cánh tay. Nếu như thấy video này hữu ích, hãy subscribe kênh để đón xem những video mới nhất từ Làm Đẹp Khoa Học. Cuối cùng xin được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ mỗi tối.